cứ bị đau ngay chỗ này. Đâu có hôm mình ok đây, có hôm mình còn đây. Ok. Đóng đây, xong là nó nhất là đêm qua nó đau đây, nó đau hai lần. Mềm mềm. Anh yeah. Có lên xem mấy clip thầy thấy nhiều cái triệu chứng nó giống. Đó này. Còn trẻ đang chân tay nó cứ kêu lục cục. Đó lục cục. Rồi xong. Phan nằm đi đây. Nằm yên đi. Rồi. Nằm yên qua đây. Ok. Rồi vậy. Xích rồi, nghe sao rồi? Sướng. Xích rồi. Dạ, nghe nó sướng ha. Nhất nhất ở trong cái đốt sướng. Rồi, nó có gì em cứ động ở đây coi, đợi nha. Chứ con đưa cái này lên nó bị tức cái gì ở tay này. Ờ, có giờ, giờ có tức không? Không. Giờ hết tức rồi ha. Chứ con cứ gồng lên này, nó đau lắm. À, nhưng mà giờ còn không? Hết rồi. À, hết rồi. Rồi nắm chặt lại. Đang chặt tay rồi. Đó, vậy nha. Ok. Rồi cứ đi làm sao ừ, vậy em cứ thả lỏng người ta. Rồi cũng được rồi. Ok. Tập dữ ha, dễ quá ha. Con hay chơi thể thao, không hề chuyển. À, đấy. Tướng cao lớn ngon lành. Từ lúc đang không bỏ con chơi. Ở giờ. Giờ toàn đi bộ như ông già. Giờ đi lại được rồi. Bây giờ cái quan trọng là cái cuộc sống của mình á, khi mà đã điều chỉnh lại được rồi á, thì không có vấn đề nữa. Nè. Giờ em có thể tập lại được là không có sao đâu. Hồi trước nó bị chấn thương cái cuộc sống nó mới vậy. Cái mà khó nhất của em là trong cái chấn thương cuộc sống thì em sẽ nhảy lên không được. Con đánh truyền mấy tháng trước con vẫn nhảy vẫn đập bình thường, nhưng mà mỗi tội khi mà mình vận động thì không thấy mỏi không đau, nhưng mà đến khi về đêm nằm thì nó lại mới mỏi mới đau. À rồi ok. Như kiểu bị tổn thương cơ thì biết rồi. Rồi xuống. Rồi đi lại đi. Còn chút xíu. Nhưng mà giờ là lấy nhẹ người rồi ha. Rồi ngồi xuống đứng dậy rồi coi sử động coi lưng cổ rồi coi còn gì nữa. Đó, sử động hết đi. Cứ tự nhiên, không ngán nữa. À, trước không đụng được, bây giờ đụng được rồi. Cuộc sống nó trở lại rồi. À, bây giờ cú xuống được rồi. Ok. Yên lại yên tâm nè. Có chụp hình chụp ý đi. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong.
đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937 853 823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125 800 2299 hoặc 0937 853 823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123 218 6688 hoặc 0983 581 652.